Anh là ai, anh từ đâu đến mà sao lặng tim em vụng vỡ? Anh là ai, anh từ đâu đến sao mang hạnh phúc mà em mơ? Rồi anh là ai mà khiến cuộc sống em khó thở? Và anh là ai? Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe sang phố, hòa một niềm tin gieo ca yêu từ nơi đào xa mây. Niềm đam mê với chơi bóng tròn, từng chúng mẹ đi đá bóng. Từ lúc nhỏ Phan Văn Đức đã phát triển hơn số đông. Chỉ cần được đá bóng, những việc khác bớt quan trọng. Không đơn giản chỉ là cầu thủ mà cậu còn có một tấm lòng. Thằng bé đã nói sẽ là anh nhé. Chạm vào đôi tay rồi ôm lấy anh thật nhanh. Mong rằng anh sẽ yêu em nhiều. Từng nhịp đập trong con tim em sẽ mãi yêu mình anh. Đặt nụ hôn nhẹ. Anh yêu em nhiều lắm. Chẳng một người nào có thể thay thế được em. Đã có rất nhiều người con gái đi qua đời anh, nhưng họ không phải là em. Họ không thể nào cho anh được hạnh phúc. Họ không thể nào làm anh cười. Anh yêu em nhiều lắm. Chẳng một người nào có thể thay thế được em. Đã có rất nhiều người con gái đi qua đời anh, nhưng họ không phải là em. Họ không thể nào cho anh được hạnh phúc. Họ không thể nào làm anh cười. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng. Em mơ. Rồi anh là ai? Anh là ai mà khiến cuộc sống em khó thở? Và anh là ai? Quốc ca sẽ vang lên trong trận đấu cuối cùng. Ngước mắt lên lá cờ, viết tiếp những giấc mơ. Bao nhiêu người đã kêu tên, hy vọng muôn cõi lòng yên ngang. I've been reading books of you. Hãy
quốc ca sẽ vang lên trong trận đấu cuối cùng. Ngước mắt lên lá cờ, viết tiếp những giấc mơ. Bao nhiêu người đã kêu tên, hy vọng muôn cõi lòng, yên ngang.